Đầu giữa Tô Đức Hoàng gặp Thành Nhân. Bắt đầu. Điểm đầu tiên cho anh Tô Đức Hoàng. Anh Tô Đức Hoàng đến từ Zola Việt ED. Thành Nhân đến từ Andro. Thành Nhân được chấp 2 quả. Rất hay. Hai đều rồi. Hết vốn rồi. Gò như vậy thì chỉ có đi nhặt thôi. Bởi vì anh Tô Đức Hoàng làm tay vợt có những cú trái tay thuộc top hàng đầu của Việt Nam rồi. Tuy nhiên Thành Nhân cũng làm tay vợt trẻ cũng rất hay. Rồi đánh đôi công tốc độ cao. Và lại còn được chấp 2 quả. Trái hỏng mất rồi. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. À, có Ngô Phương Bảo Long đánh. Ngô Phương Bảo Long thì đánh chắc có lẽ là hạng C. Sốc rồi. Đúng, đẩy bóng của Thành Nhân, bóng đi rất sốc. Chiêm ngưỡng những trận đấu đỉnh cao của hạng A Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của các vận động viên đội tuyển quốc gia. Vẫn là sự chủ động đến từ anh Tô Đức Hoàng. Thành Nhân thường xuyên là đẩy bóng dài để bắt những tình huống sau đó và đưa đôi công. Anh Tô Đức Hoàng đang cố gắng để tấn công trong 1-2 đòn, kết liễu đối thủ trong 1-2 đòn, không đưa vào thế đua đối công quá lâu. Trận đấu bên cạnh có lẽ là Tú Mẩu đã vượt qua được Võ Hữu Quốc rồi. Đội hình quá mạnh của bên Steven Bùi. Chín nào. Chín nào. Có lẽ là đội Zola bắt người như này cũng khá là hợp lý. Để tránh cho Đình Đức sẽ phải chấp hạng B đến 3 quả ngay trận đầu tiên. Tuy nhiên thì hạng A là anh Huy Bảo cũng quá hay. Đình Đức đã không thể vượt qua. Sáu mươi. Chúng ta đến với diễn biến trong set đấu thứ hai.
Nhân vừa có một điểm đầu tiên rồi. 3-0. 4-0 rồi. Liệt đến từ Thanh Nhân. Nhân chộp được hết các tình huống anh Tô Đức Hoàng giật. Thành Nhân đỡ chặn bóng rất hay. Vâng, xe đấu này có vẻ như là đã
đảo chiều rồi. Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt. Sáu ba. Chặn rất hay đến từ Nhân. Hôm nay thì anh Tô Đức Hoàng cần phải giật hiểm hơn và giật nhiều hơn. Rõ là vấn đề gì ạ? Vâng, không rõ là vấn đề gì. Tải ra nhắc nhở dàn vận động viên của Andro. Vâng, tức là ngồi ở đây quá đông. Ngồi quá đông. Trong khi bên Zola Việt ED chỉ có khoảng 3 người thôi. Bên này có đến 7 người, 6 người. Vâng, thực sự thì thành phần tối đa của một đội thì trưởng thì thông thường chỉ cho phép là 4 người thôi,
5 người thôi. Tập trung khá đông các vận động viên, cổ động viên. Trận đấu đang gián đoạn. Cuối tuần có vẻ như mọi người cũng không thích xem bóng bàn lắm thì phải. Hơi vắng á. Mới chỉ có 200 người trên Facebook thôi. Tổng cộng bây giờ hiện đang khoảng là 350 người trên cả hai nền tảng. Nếu mọi người có TV thông minh, người hoàn toàn có thể mở để theo dõi các trận đấu hay trên kênh YouTube chất lượng cao. Vâng, như là anh em bên phía Andro không muốn đi ra ngoài. Vâng, chú trọng tài có vẻ khá gay gắt. Vâng, như vậy là xin mời lên rồi. Trên thực tế thì có khá nhiều vận động viên bên team Andro không tham gia thi đấu. Nhưng mà không biết là trao đổi gì, nhưng mà các thành viên Andro vẫn đang ngồi tại chỗ. 5-6. 6 đều rồi. Time out cho Thành Nhân. An Bình Bảo Lộc mình không biết ạ, không biết hai đội đấy ạ. Quang đang thua mang 3 trận rồi Bình Nhân. Vâng. Trên mang mà Phan Thiên Đông gần đây thì không biết là như nào. Rất là lòng hoàng. Hay thua. Tay vợt này còn vướng vào nghi án. À không, xin lỗi ạ. À, chính xác là Chen Meng và Wang Chu Quyên. Mới nghi ngờ là đang. Vâng. Rồi chúng ta trở lại trận đấu 7-6 rồi. Nhắc đến bóng bàn thế giới thì thực ra là em cũng biết khá rõ. Làm trong bàn thế giới cũng được 6 năm rồi, 5-6 năm rồi. 7 đều. Wow! 8-7 rồi. Quá hay. Như vậy là trên 350 người xem rồi. Vâng, và bù
buổi chiều sẽ chung kết đơn. Tối mai sẽ không thi đấu. Rất hay. Quá hay cho Thành Nhân. Nhân chặn bóng cảm giác kinh khủng. Điều bóng vào góc. Đành phải bó tay thôi. Xem không? Đó là không thấy chị cổ vũ nhiều trên các kênh sóng. Đây là các vận động viên đánh đồng đội xong thì sức đâu mà đánh đơn nữa. Số 3-0 nghiêng về phía đội của Tú Mẩu, đội Steven Bùi. Cùng là không vào bản. Tài có vẻ như đang hơi bức xúc. Bám đuổi. Ôi, cảm ơn chị Nụ rất là nhiều. Sốt ruột quá. Rất hay. 8-6 rồi. Trận đôi tiếp theo thì ai sẽ đánh cho ai đây? Có lẽ Đình Đức sẽ đánh. Ồ, đè góc hơi. Chưa thể khiến cho anh có được thêm điểm.
bóng của mình, từ chối hết các pha tấn công vũ bão của anh Tô Đức Hoàng. Quá hay. Anh Tô Đức Hoàng mất rất nhiều sức trong tình huống vừa rồi. Đảo góc liên tục, giật 3-4 pha thì mới có thể kết liễu được. Chín đều rồi. Lúc này thì Thành Nhân là người cầm 2 quả ra bóng. Bóng bắn đi hơi xa. Không qua lưới. Điểm cho Thành Nhân 19. Thứ 5. Vâng, chúng ta trở lại với set đầu thứ 5. Thành Nhân được chấp 2 quả. Ở đây là set đầu cuối cùng rồi. Cú giao bóng cực kỳ là biến hóa đến từ anh Tô Đức Hoàng. Đều rồi. Trong trận đấu này thì mọi người có thể thấy là gần như là Thành Nhân không chủ động tấn công nhiều cho lắm.
chủ yếu là phòng thủ và chặn đẩy. Rất hay, Siri đòn để kết liễu được một pha bóng với Thành Nhân thì có vẻ đánh đến 3 đến 4 nhịp là chuyện rất bình thường. Đều rồi, khoảng cách đã được san bằng 7-3 lên 7 đều. Vâng, Nhân ra bóng ném cả vào người. À, vâng. Anh Hoàng Long. Vâng, 8-7 rồi. Hoàng Long cho rằng là Nhân ra bóng hơi ném vào người. Không biết là mọi người thấy sao. Em chào anh Lê Xuân Công. Vâng, may mắn rồi. Không biết là may mắn. Vâng, như vậy là điểm cho anh Tô Đức Hoàng. Anh Lê Xuân Công ơi, giải này là có 8 đội hạng A, B. Vâng, lúc này thì Nhân mới giật đây. Lúc này Nhân mới chủ động giật. Nghe bóng ra ngoài rồi. 9 đều. Nhân cầm hai quả dao bóng và có điểm của cả hai quả đó. Hôm nay thì đến phiên của anh Tô Đức Hoàng. Vâng, rất cân não. Điểm cho Thành Nhân 9-10. Vâng, cú kết bóng rất đẹp đến từ anh Tô Đức Hoàng và rào xoáy ngược. Quá hay. 10 đều. Phải đánh với lực mạnh như vậy thì mới có thể là có điểm. Mọi người có thể thấy là cái khả năng phòng thủ của Thành Nhân là tốt như thế nào.
sang trái và không thể phòng thủ thành công. Điểm cho Thành Nhân 11-10. Được rồi, 11-10. Thành Nhân quá tiếc trong tình huống đó. Anh Tô Đức Hoàng vẫn đứng vững. 11-10. Quyền ra bóng thuộc về Thành Nhân. Vâng, mọi người bảo là Nhân tấn công đi chứ đừng phụ thủ mãi thế. Ra ngoài rồi. Lúc này thì Quyền định đoạt trận đấu đấy, nghiêng về phía anh Tô Đức Hoàng. Anh Tô Đức Hoàng với cú ra bóng của mình liệu có thể kết thúc trận đấu này hay không? Chúng ta cùng chờ xem. 12-11. Rất căng thẳng. Và như vậy là chiến thắng cho anh Tô Đức Hoàng 13-11. Chiến thắng 3-2 cực kỳ là gay cấn. Nghẹt thở.